ai sinh ai chết? Không, 31 rồi. Rồi bậc A La Hán càng quy tịnh. Không, bao nhiêu gọi? Trong bao nhiêu gọi? Bao nhiêu gọi? 26 gọi. Đúng không? Ở trong phần này có từ năm cõi tịnh cư đâu? Tại sao không? À, đây mới nói về người thôi. Nếu mấy người thôi thì vậy A La Hán ở trong cõi tịnh cư đó, trước khi làm người tịnh cư đó, cũng ở cõi ngũ uẩn đúng không? Mà trong cõi ngũ uẩn là sắc uẩn cũng từng sanh, và thọ uẩn cũng từng quên, sắc uẩn cũng từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt đúng không? Nhưng mà khi mà sanh lên cõi vô tưởng thì nó tới cõi người, người mà cõi cõi vô tưởng đó, người tịnh cư, cõi tịnh cư đó, thì lúc đó chúng ta mới loại trừ ra. Chứ mà còn vậy A La Hán dù đang ở cõi tịnh cư nhưng mà trước đó gì vẫn ở cõi cõi gì dục giới đúng không, cõi sắc giới đúng không, mà cõi dục giới sắc giới thì sắc quẩn cũng từng diệt mà thọ quẩn cũng từng diệt. Hiểu chỗ này không? Là của 26 cõi trừ 40 khổ đúng không? Hiểu chưa? À, chúng ta qua cái câu thứ hai là hay là họ vẫn từng diệt với người nào? Thời sắc vẫn từng diệt với người ấy phải chăng? Chúng ta lấy là cái câu mở là họ vẫn từng diệt với người những người ở trong lãnh giới này thì có một cái căn nào mà vẫn không từng diệt hết đúng không? Vậy cho nên chúng ta thấy là câu hỏi là người đang sinh đang diệt đang chết chứ không 31 rồi. Rồi, câu hỏi thời sắc quẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Thì chúng ta thấy thọ quẩn từng diệt thì sắc quẩn cũng từng, vậy cho nên cái phần này đáp là phải. Phải rồi. Đây là cái câu hỏi hậu vấn. Tại vì trong tam giới không có một chúng sanh nào mà năm quẩn không từng diệt cả, cho nên hỏi là sắc quẩn không từng diệt với người nào, thì cái người mình đã sắc quẩn không lên, tôi xin lỗi, sắc quẩn từng diệt với người nào thì là thọ quẩn cũng từng diệt với người đó đúng không, hay là thọ quẩn từng diệt với người nào thì sắc quẩn cũng từng diệt với người đó đúng không? Mà cho dù cái người đó đang sanh cõi vô tưởng đi nữa, trước khi sanh cõi vô tưởng cũng ở cõi ngũ uẩn, được rồi, ở cõi ngũ uẩn thì họ vẫn từng diệt mà sắc uẩn cũng từng diệt đúng không? Cho dù người đó đang ở cõi vô tưởng nha, mà trước khi làm người vô tưởng đó thì phải là người ngũ uẩn đúng không? Mà đã người ngũ uẩn thì là họ vẫn từng diệt mà sắc uẩn cũng từng diệt, hay là sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn cũng từng diệt đúng không? Cho nên đây là câu hậu vấn. Còn bộ phần này còn là câu hậu vấn thôi.
Rồi chúng ta qua hai cái gốc khác, đó là thọ hưởng gốc, hưởng hưởng ngọn. 500 mấy? Quý vị nhớ rằng là trong pháp giới không có một chúng sanh nào mà năm uẩn không từng nghiệp hết. Cho nên mình lấy từng uẩn ra mà hỏi thì là đều giống nhau hết. Cho nên chúng ta sẽ nói thọ uẩn từng nghiệp với người nào, thời tưởng uẩn từng nghiệp với người ấy phải chăng? Chúng ta đáp phải rồi. Tại vì thọ uẩn từng nghiệp thì sắc uẩn cũng phải từng, để quên thọ uẩn cũng từng nghiệp đúng không? Trên đây là cái câu hậu vấn cho chúng ta đáp phải rồi. Nếu mà chúng ta lấy chi pháp là câu mở, câu hỏi giống nhau là bốn phạm, bốn thứ quả hay ba thứ quả đi, đang sanh đang chết, xong 31 cõi, rồi bậc A-la-hán đang viên tịch, xong bao nhiêu cõi? 26 cõi từ 4 cõi khổ. Như vậy chúng ta thấy rằng cái này thì học tới đây chúng ta sẽ, nếu mà đưa tâm quán xét ra chúng ta sẽ thấy rằng ở trong quá khứ mình đã từng chết đúng không? Có phải không? Từng chết rất là nhiều lần rồi không? Ở trên giờ đối chuyện chết mình đừng có sợ. Nó cho nên cái này mình lập ý trước như vậy để nếu cái chuyện chết đó mình đừng có níu kéo gì hết trơn. Nãy trước sau cũng phải bỏ hết à. Mà mình đã từng chết nhiều lần rồi đúng không? Cái quan trọng làm sao mà chết để mình đi lên đó. Tức là đập bỏ cái mình bằng đất để đổi lấy mình bằng vàng, đó là chuyện của mình. Chứ đừng có đập bỏ mình bằng vàng đổi lấy mình bằng đất đó, cái đó mới là đau khổ. Mà muốn đập bỏ mình bằng vàng mà lấy cái mình bằng đất á thì hãy run sợ trước khi chết. Để run sợ chứ tôi chết đó là cái tâm bất thiện nó sẽ tạo điều kiện cho sanh nghiệp bất thiện sanh khởi. Mà sanh nghiệp bất thiện sanh khởi thì rất xuống khổ nha. Tới đây chúng ta qua quá tưởng là trong quá khứ mình đã từng chết nhiều lần rồi đúng không? Vậy bây giờ không gì phải sợ gì hết. Nó tới rồi nó nghĩ ra lao đi. Có cái câu học viên nó hỏi là người ta hỏi là cái học giả cần tay đó, nó tâm tạng đó, nó tâm tạng mà trong cái bộ tay du ký phải không? Có ai coi bộ tay du ký không? Biết cái tầng nguyên đan ấy, tầng nguyên đan là nhân vật có thật chứ không phải là không có. Còn tài thiên tăng giới sa tăng đó là nhân vật tư cấu, còn cần nguyên đây là nhà học giả có thật. Cũng đi cái như lại nhiều khi không có nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái là vào khoảng thế kỷ thứ bảy cũng đi từ Trường An là cái thủ đô của nhờ Bắc Kinh bây giờ đó, không theo cái con đường đâu bộ đi qua tới Ấn Độ. Nếu lúc thời gian nay cái cuộc hành trình này rất là gian nan, nhiều khi bị bão cát thì phải nói là cũng rất có bước, có bước là cũng vượt qua hết những cái tai nạn đi tới đó, tới Ấn Độ. Bây giờ chúng ta thấy theo cái lịch sử đó
Thì ra độ khoảng vào những thế kỷ thứ ba, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch là cái thời mà vàng son của Theravada đó. Đây là cái là cái lần cuối cùng cái vàng son của Theravada, tức là bỏ cái nguyên thủy thì cũng cái tập thanh tạng lần thứ ba do ngài Mất Tỷ Bồ Tát Tức Xá ở tại dưới sự bảo trợ của Ba Dục đó. À, đây là cái thời vàng son mà gọi là cuối cùng chấm dứt luôn đó, thành ơi, thì ta đã chấm dứt luôn đó. Thì sau khi cũng cái tập thanh tạng lần thứ ba trở lên xong thì lúc đó là sau đó đã rất là mạnh, nhưng mà cũng những cái bộ phái khác không phải là yếu, cũng đến trong cái một cái bộ phái mà rất là mạnh á, cái tương đương á, đó chính là bờ hữu bộ Svatthivada đó, cái bờ hữu bộ nó rất gần giống với người Mỹ đó, nhưng mà ảnh lại cách một cái bản ngã của từ còn, cho nên bộ luận điểm đưa ra đời cũng là do cái phần này đó. Thì sau đó là do ai được đó, và khi Vi Hoa Dục chết á, thì bây giờ là hai người truyền ngôi lại cho hai người cháu nội, một người cai quản dùng tay ấn, còn người cai quản dùng tấm ấn. Nhưng mà hai cái người cháu Vi Hoa Dục này là không hề tận tính với Theravada, mà lại có một cái tư tưởng là thù hận Theravada. Lý do rất là đơn giản là trong thở sinh tiền á, hai người cháu này thấy ông vua nội mình á, cái gì cũng cung phụng cho cái Theravada hết á, thì hai người cháu này mới bất mãn được. Hai cái tài sản đó á là để dành cho hai người cháu này đúng không, mà đi cúng dường cho Theravada hết, cho nên là nghĩ là sau này mình lên ngôi á là sẽ không có tài sản để xài, cho nên là vì danh tị đó, cho nên là mới có cái ác cảm đối với Theravada. Mà thế thì khi mà lên á thì hai vua này á, hai vua nội cháu của Vua Dục á ra sức phạt đãi Theravada. Hầu như trong giai đoạn đó từ cái kỷ thứ ba trước Tây lịch mà cho đến về sau này thì là Theravada cho đó là tan tác. Cái mà chúng ta đang có đây, thì là chúng ta có đang có đây đó, là do ngài Mát Đá. Con Vi Hoa Dục ấy cùng với những cái đồ sĩ thần đó đi truyền qua chúng ta thì ở bên Ấn Độ đó, thì đâu đá là coi như là gần như là một nghề dân tộc thiểu số là rất là nhỏ, nhưng mà cái cơ sở phát triển mạnh nhất đó, là ở nước Lê. À, là chuyển đi đâu về nước Lê, cho nên là vẫn còn chúng ta đó. Cho nên lúc đó từ thế kỷ thứ ba trở đi đó, thì ra Thầy Đa Đá ở độ không còn nữa. Thì lúc đó nó một bộ phái nổi lên rất mạnh, đó là bộ phái Đại thừa. Lúc đó nó Đại thừa có hai nhóm, nhóm của Ngài Long Thọ. Tương là cái không, gọi là không thánh, một cái đại thừa này là chắc không, là không có gì hết. Rồi sao phải đây là vào khoảng cái kỷ thứ hai, rồi phải cái kỷ thứ tư, tức là khoảng 200 năm sau là một cái nhóm đại thừa thứ hai xuất hiện lên, đó là nhóm đại thừa chắc có của ngài Thế Tăng. Cái thằng lưu vô trước, người vô trước thì cái này là lập ra là dư bất luận, cho rằng có một cái thức tồn tại, đó là cái A-lại gia thức là tồn tại. À, thì cái A-lại gia thức nó còn mình cứ chết trong cái A-lại gia thức này, nó cứ tìm chỗ để tái sinh vô vân tại cái như vậy. Yeah. À, cho nên cái nhánh này là hai cái nhánh này rất là mạnh. À, thì sau đó
cái kẻ thứ bảy, ngày bán cái bảy thì lúc đó là Phật giáo ở Ấn Độ phát triển rất lớn, rất nhiều, yeah. Rất là mạnh. Mà Phật giáo mà ở Ấn Độ mà phát triển đó, lại là của đại thừa Mahayana. Đây là một bộ phái tự xưng mình là đại thừa gọi lên, vì nhờ sự ủng hộ của các vị vua nên mới lập ra cái đại học là Nam Cà. Nên là ai mà đi du lịch Ấn Độ đó à, đi tới cái trường đại học cổ của Nam Cà đó, đây cái này, đại học này nó phát triển rất là mạnh. Bây giờ mình cần phải đến thế kỷ thứ tám phát triển cực mạnh. Ở trong đó có rất nhiều kinh điển, trong cái gọi là giống như cái những cái tài kinh cát mà rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là không có kinh như Nikaya, tức là nguyên thủy của nó không còn, con có hiểu không? Nguyên thủy nó không còn, cho nên kinh là kinh của đại thừa không thôi đó. Kinh của kinh của tiếng của sân cách không lên. Và cái trong thời nhà so của Nam Tà này á, một năm á bình quân là có 8.000 sinh viên. Có những cái năm mà lên cao nhất, cao trào lên nhất á, ở chúng tôi có thể là lên tới từ 10 đến 12.000 sinh viên. Thế nên quý vị thì cái Nam Tà cổ đó, cái thấy cái những chị có cái hầm nhỏ đó, ở trong đó nhỏ nữa. Và cái số lượng mà giảng sư trong cái thời gian sau này á, 4.000 giảng sư. Nên mà muốn vô đây Nam Tà là phải đi qua 4 cửa, bất nhiêu phải vượt qua tứ đại du vương ha, là bốn cái chặng mới mà đậu được, mới đậu được con này. Thì cái Nam Tà này vào phải thứ bảy thứ 10 thứ 11 thì bị Hồi giáo tấn công Ấn Độ, tấn công Ấn Độ xong á là bắt đầu á với cái chủ trương của Hồi giáo á, cái khẩu hiệu của Hồi giáo là thanh vương mở cửa thiên đàng, ai mà phục vụ thánh A La đó chết thì sẽ sanh về thiên đàng. Cho ra sức thì giết cái đại học Nam Tà đến nỗi mà máu nó lên á, nó qua khỏi một cá luôn, gần cái đầu gối, qua nửa chân, nghĩa là mười mấy ngàn viên rồi cái thầy giáo bị giết hết. Nên ai mà đi giết năm chỗ cái Nam Tà đó Nam Tà cũ là Nam Tà này là bị tàn sát, bị hủy diệt vào khoảng cái kỷ thứ 10 đến 11 trong khoảng đó. Thì trong thời gian mà ngày tầm người đây thoát khỏi cái tai nạn đó, bởi vì khoảng cái kỷ thứ 7 7 thứ 8 thì đã đi qua bên đặt Nam Tà. Thì khi mà học cái đặt Nam Tà thì dĩ nhiên không có đi ca gia, tại nguyên thủy không có rồi, cái gì nắm được thì chỉ nắm những cái kinh tố của đại thừa bên của Mahayana thôi. Thì học cái này á là cái nhà chồng miền Tây á là đệ tử của ngài Siddhartha. Tức là đệ tử của ngài Giới Hiền. Mà Giới Hiền này á theo cái bộ phái của yoga. Bây giờ anh ta là du già, cho nên nhà trong miền Tây là cái thuộc của bộ phái du già này, cho nên khi từ Ấn Độ mà trở về đó, sau mười mấy năm mình lưu lạc đến Ấn Độ học tập rồi đó, mà khi mà trở về thì nhà trong miền Tây không theo con đường này, nó không theo con đường ta lụa về nữa. Thực thì đi từ đường đen theo con đường ta lụa qua bên tới Ấn Độ, nhưng mà về không về theo con đường này nữa, mà về là theo con đường biển, là đi từ Ấn Độ qua Quốc Lai xong mới dòng xuống mới đi về. Cứ là cũng đi qua Việt Nam mình là đến cái hải cảng Ốc Eo mình á, Ốc Eo ở An Giang á, Long Xuyên á, đó là một cái kinh đô của một vùng phú thì gọi là Ốc Eo hải cảng á. Cho nên những người mà ở An Giang cái con khi đào
tàu sới lên gặp những cái tụ Phật bằng lục đen á, nó gọi là lục tà, lục tà đó. Để cái phải cản rất là phòng thịnh cho trong cái lúc mà ngài Trần Đang về đem đồ đó về bên hôm qua. Ở cho nên khi mà thỉnh kinh sĩ về đó, ngài Trần Nguyên Tán nổi tiếng về cái bộ sách Nguyên Vọng đó là do người thế dân tức là người này rất lại, nhưng mà ông này không có tôn trọng Phật giáo, nhưng mà không bạc tội gì vậy. Nhưng mà nhờ ngài Trần Nguyên Tán về đó, ông dân cho vô ra từ Thế Tôn cái bộ Vũ Già Sư Phụ Lục. Thì dân cái bộ sách đó, ông vô Thế Tôn ông có tầm nhìn Phật giáo là cách khác, cho nên mới thoải mái với Phật giáo. Thì cái kinh điển mà đem về đó là kinh điển của Sanh Tích, tức là từ bộ của Bắc Truyền không à, nó là của Đại Thừa không, chứ không có từ mấy kinh Nikaya, hiểu cái này không? Đó thì rồi ông vua Đồ Thế Tôn này muốn cái mộng của ông là muốn mở chung chiến về phía Tây, nhưng mà thấy ông Trần Nguyên Tán đó là đi từ Trường An mà qua bên kia rồi ở phía Tây đó mới hỏi thăm này kia, cho nên Trần Nam mới viết một cái quyển đó là Đại Đường Tây Quốc Ký, tức là ông viết lại những cái ký sự ông qua những cái nước ở phía nước Tây của Trung Hoa đó, dân lên đức vua để đức vua có cơ hội đi chung chiến thì đi chinh phạt bên kia vân vân, đó là nổi tiếng của Trần Nguyên Tán. Cho nên câu hỏi là tại sao Trần Nguyên Tán qua bên Ấn Độ trở về mà không có thấy thỉnh Nikaya, bởi lúc đó Nikaya không có, nghĩa là Theravada bị thất sủng rồi, hiểu cái này không? Mà mạnh nhất đó là Mahayana, tức là của Đại Đại Thừa, cho nên thỉnh những cái bộ sách của Đại Đại Thừa, nắm được chưa? Nói chung là cái hiện tại thì khi là sư cũng không nắm lắm, nhưng mà đại khái là như vậy. Rồi chúng ta đi qua cái thượng nguồn vừa rồi đúng không? Hả chưa? Để chúng ta trở lại mà không nơi đi mình cõi đúng không? Có phải không? Chú mấy rồi? Năm trăm mấy? 31 ạ? Đúng rồi. Sắc quẩn từng diệt trong cõi nào? Này, sắc quẩn từng diệt trong cõi nào? Hai thở quẩn từng diệt trong cõi đó. Bây giờ chúng ta đặt từng cái câu hỏi là sắc quẩn từng diệt trong cõi nào, sắc quẩn là từng diệt trong cõi nào, thì chúng ta sẽ thấy có hai cõi, một là cõi vô tưởng đúng không, thứ hai là cõi ngũ quẩn đúng không, phải chưa? Từng diệt mà thì chỉ sắc quẩn từng diệt trong cõi chỉ có thứ là cõi vô tưởng, thứ hai là cõi ngũ quẩn đúng không, thì câu hỏi là cõi ngũ từng diệt trong cõi đó phải chăng? Chúng ta thấy là trong cõi vô tưởng này sắc quẩn từng diệt, nhưng mà có thọ quẩn không? Không, cho nên thọ quẩn không từng diệt trong cõi vô tưởng đúng không? Nhưng mà trong cõi vô tưởng sắc quẩn từng diệt mà thọ quẩn có từng diệt không? Nói cho nên mọi người lấy cõi vô tưởng đáp bỏ ở phía trước này,
trong cõi vô tưởng sắc quẩn từng việc, nhưng thọ quẩn không từng việc trong cõi đó. Còn trong cõi ngũ quẩn, sắc quẩn từng việc và thọ quẩn cũng tự nhiệt. Lập trình ra không, chúng ta nhìn thấy rõ ràng rồi đúng không? Chúng ta thấy là khi pháp tôi mở, A là cõi vô tưởng đúng không? B là tham sát cõi ngũ quẩn. Khi pháp con hỏi, B, đây là câu hoàn bị lớn, cách đáp là kết luận phân tích trực rồi. Ở đây nắm mắt chưa? Rồi, chúng ta tiếp theo là vấn ngược câu hỏi, hay là họ vẫn từng việc trong cõi nào? Phải xin lỗi nha, chúng ta coi lại là chỗ này là không phải hàng pháp cõi ngũ quẩn đâu. B bao nhiêu cõi? Không phải 26 cõi. Trong cõi tịnh cư thọ quẩn có từng diệt không? Không, đúng không? Trong cõi tịnh cư họ quẩn không từng diệt, tại vì chỉ có à cỡ gọi đúng rồi, cỡ gọi đúng rồi, cái người trong cõi tịnh pháp không từng diệt, tại vì trong cõi tịnh cư có nhiều khi có những vị thánh bất lai đúng không, vị này diệt rồi vị kia cũng diệt đúng không, thì ra có nhiều người diệt đúng không, chứ không nên là tự từng diệt đúng không. Đây là 20. Rồi, chi pháp câu hỏi là thọ quẩn từng diệt trong cõi nào? Ở chúng ta lập đi, thọ quẩn từng diệt trong cõi nào? Biết là cõi vô sắc đúng không? Thứ hai là cõi vô quẩn đúng không? Câu hỏi sắc quẩn từng diệt trong cõi đó phải chăng? Thì chúng ta thấy nè, trong cõi vô sắc họ quẩn từng diệt đúng không, nhưng mà sắc quẩn không từng diệt, nên các bạn lấy cái đáp bỏ cho biết là trong cõi vô sắc họ quẩn từng diệt nhưng sắc quẩn không từng diệt trong cõi đó. Rồi, cõi ngũ quẩn thì nó bằng lá trên nặng không, còn trong cõi ngũ quẩn sắc quẩn họ quẩn từng diệt và sắc quẩn cũng từ vậy chúng ta sẽ có là chi pháp câu mở chi pháp a còn là bốn cõi vô sắc đúng không, b còn 26 cõi vô quẩn, chi pháp câu hỏi bằng b hay chưa? Đâu có gì đâu khó khăn lắm đúng không, lập trình nó được rồi thì ấy được. À, chúng ta qua qua một con bé đi tiếp nữa.
năm năm mấy? Năm 35. Họ vẫn từng việc trong cõi nào nè, chúng ta lập trình ra thì thấy rõ ràng họ vẫn từng việc cõi. Chúng ta thấy là họ vẫn từng việc trong cõi vô sắc đúng không, cõi ngũ vẫn đúng không? Về câu hỏi thì cử vẫn từng việc trong cõi phải chăng? Thì chúng ta thấy là cõi trong cõi vô sắc có tưởng quẩn không? Có. Thì thọ quẩn từng diệt, thì sắc mà tưởng quẩn cũng từng diệt, trong cõi ngũ quẩn có tưởng quẩn không? Có. Cho nên là thọ quẩn từng diệt thì tưởng quẩn cũng từng diệt. Trên Đức Phật là đáp phải. Phải rồi. Và đây là câu hỏi. Cái lập trình ra rồi thấy nó rõ ràng như ban ngày, nó có gì đâu. Rồi chúng ta tiếp đi cũng được. Đây là tưởng quẩn từng diệt không có nào. Thì chúng ta lấy tưởng quẩn từng diệt không có nào, chúng ta lấy là cõi vô sắc đúng không? Còn ngủ bẩn đúng không? Thì câu hỏi là thì thọ bẩn phần nghĩa trong cõi đấy thôi nha. Thì trong cõi vô sắc tưởng bẩn từng việc mà thọ bẩn cũng từng việc, trong cõi ngủ bẩn tưởng bẩn từng việc mà thọ bẩn cũng từng việc, cho nên Đức Phật này đáp phải. Đây là câu hậu vấn đúng không? Thì chi pháp của hai cái nhóm này là gì? Chi pháp câu mở và câu hỏi giống nhau bằng là cõi vô sắc 26 cõi vô sắc, phần còn lại giống nhau hết. Thấy phần này cái thấy thư giãn dễ quá ha. Dễ không? Nhưng mà phải suy ngẫm á. Phải suy ngẫm để lập trình cho mình á. Nè, cho trong cho tương lai cho mình. Rồi chúng ta qua phần người và cõi. Đây. Cái phần mà người và cõi thì quý vị phải lưu ý tới năm cõi tịnh cư. Năm cõi tịnh cư thì năm quẩn không từng sanh mà cũng không từng diệt. Đã không từng sanh thì dĩ nhiên không từng diệt rồi. Năm cõi người tịnh cư, người trong cõi tịnh cư, người tịnh cư trong cõi tịnh cư thì năm quẩn không từng sanh đúng không? Và năm quẩn cũng không từng diệt. Nên chúng ta phải lưu ý đây, người cõi như vậy thì chúng ta có sắc quẩn gốc, họ quẩn ngọn. Rồi năm trăm mấy, ba mấy, bốn mốt vào. Sắc quẩn từng diệt với người nào trong cõi nào? Thời họ quẩn từng diệt với người ấy trong cõi. Rồi chúng ta lấy câu mở. Sắc quẩn từng diệt người. Thì chứ sắc quẩn là từng diệt với người nào trong cõi nào, chúng ta thấy là cái người trước tiên, chúng ta thấy là
chưa? Rồi, người ngủ vững cõi ngủ vững. Cái cõi ngủ vững này chúng ta bắt buộc, chúng ta bắt buộc chúng ta phải trừ năm cõi lại. Thấy chưa? Rồi. Rồi câu hỏi là thì thọ vững phân diệt với người ấy là phải hơn. Thì chúng ta nhìn cái biểu thức này chúng ta thấy nè, nói người có tử có tử người đạo nhân có tử đó là sát tuổi từ nghiệp đúng không, nhưng mà thọ tuổi nó từ nghiệp không có không khỏi vô tưởng mà làm gì có thọ tuổi đúng không, cho nên là không công không nghiệp đúng không, nên cái phần ngày lấy cái chi pháp này đó các họ cái trước này đối với những người trong cõi vô tưởng sắc quẩn từng việc nhưng thọ quẩn không từng việc với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Ở phần này lấy đi bác sao? Còn đối với những người trong cõi ngũ quẩn sắc quẩn từng việc và thọ quẩn cũng từng việc đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ở đây là cái câu Hoàng Biện Vấn là Đức Phật này đáp là các bộ phân tích trực tiếp đúng không? Thì chúng ta lấy chi pháp cho không mở A bằng đối với những người trong cõi vô tưởng, nói ra trong cõi vô tưởng chúng ta đang sanh và đang chết đúng không? Người lạc quen đang sanh đang chết trong cõi vô tưởng với đây là người trong cõi ngũ uẩn từ năm cõi cơ đúng không, thì chúng ta sẽ có là chứ là người đang sanh, người đang sanh là gì, bốn quả mấy ba tấn quả của họ đang sanh đang chết không bao nhiêu loại mấy mấy 26 trừ cho 5 bao nhiêu 21 rồi với 21 rồi trừ 5 bao nhiêu 21 trong 21 khỏi ngũ uẩn nha. Với 21 khỏi ngũ uẩn được không khỏi thần cư. Rồi. Đây là chúng ta nói về bậc thánh hữu học với phạm nhân thôi. Thì về bậc A La Hán. Bậc A La Hán thì sắc uẩn có từng diệt không? Có không? Bậc A La Hán trong cõi ngũ uẩn sắc uẩn có từng diệt không? Yeah. Rồi còn muốn cái từng diệt không? Có không? Cái trường hợp này là bậc A La Hán vẫn ngũ uẩn như thế nào? Ví dụ chúng ta thấy nè, chúng ta loại trừ năm cõi ngũ uẩn ra rồi đúng không? Đúng chưa? Chúng ta đã câu mở, chúng ta đã loại trừ năm cõi ngũ uẩn ra rồi đúng không? Bây giờ chị thánh A La Hán ở cõi dục giới được. Được không? Vậy thánh như như ngài thánh là Phật á. Được không? Thì ngài đang viên tịch ở cõi dục giới. Mà trước khi trở thành là ngài Xá Lợi Phất, trước khi trở thành ngài Xá Lợi Phất thì có những kiếp ngài cũng còn ở cõi dục giới luôn đúng không? Mà trong cái ở hai cái ngài tái sanh cõi dục giới hai lần hay ba lần bốn lần gì không biết. Mà cái đó là sắc quẩn có từng diệt không? Rồi thọ quẩn có từng diệt không?
mặc dù kiếp này ngài là A La Hán, bằng cái chót của ngài là thọ quẩn cũng diệt, đúng không? Cũng diệt trong cõi giới, mà như giới là cõi ngũ quẩn, đúng không? Nhưng hoặc là chúng ta thấy nè, nghe nghe đây, một vị thánh phẩm A-la-hán mở khỏi dục giới, được không? Mệnh chung tái sinh khỏi sa tiền, đúng không? Được không? Trong cái kiếp là A-la-hán mở khỏi sa tiền, vậy này chưa có chứng quả A-la-hán. Mệnh chung chị đã tái sinh khỏi sa tiền, được không? Được không? Rồi thì chị này nó tái sinh khỏi sa tiền hai lần rồi. À, như vậy là sắc quẩn cái từng việc không? Có không? À, và đã chết hai lần như vậy, trong kiếp thứ hai nó vậy chứ là quả A La Hán chăng nữa, cho dù chứ quả A La Hán chăng nữa thì là thọ quẩn cũng việc nữa, phải không? Như vậy là thọ quẩn cũng từng việc, đúng không? Tại vì sắc thì có sao thì hai lần rồi, cho nên là tự từng việc, hiểu cái này không? Cho nên chúng ta thấy là mà thấy cái thiên của mình thì A La Hán là bậc A La Hán đang viên Phật, trong bao nhiêu cõi? Có 17 cõi ngũ quẩn thôi, là bảy cõi vui dục giới với chín cõi, mười cõi, mười cõi sắc giới, là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, ba cõi quảng quả, đúng không? Nếu người ta cần nói nè, không có cõi quảng quả, trong cõi quảng quả vị thánh mà tái sanh cõi quảng quả này, nếu chưa chứng đạt cao hơn thì phải tái sanh là chứng ngay cõi đó, đúng không? Cho đến khi chứng quả là hán mới viên mật, đúng không? Ví dụ bây giờ vậy sơ quả đi, sơ quả vậy, sơ quả trong cõi phẩm quả này chưa chứng được quả a la hán, đúng không? Rồi tái sanh lại cõi phẩm quả lần thứ hai, rồi tái sanh lại cõi phẩm quả lần thứ ba, được không? Được không? Rồi trong kiếp lần thứ ba này mới chứng quả a la hán, được không? Vậy cái người a la hán này sẽ viên tịch, đúng không? Viên tịch thì ở trong cái cõi này, vị thánh a la hán có phải là sắc quẩn đã từng diệt không? Phải không? Và thọ quẩn cũng từng diệt không? Đúng không? Vậy cho nên là bậc a la hán đang viên tịch trong 17 cõi ngũ quẩn, trừ 5 cõi tịnh cư. Tại vì nếu mà sanh thì cõi tịnh cư thì không thể sanh lần thứ hai, nên nó không từng sanh, người cũng không tịnh. Vậy hiểu chưa, nắm được chưa? Rồi chúng ta qua câu hướng lượng, thấy chưa? Tại vì đối với người vô sắc trong cõi vô sắc thì họ vẫn từng nghiệp, đúng không? Nếu còn cái người ngũ quẩn trong cõi ngũ quẩn thì họ cũng từng nghiệp, đúng không? Giờ cái câu hỏi là thì sắc quẩn từng nghiệp với người cõi, với người ấy trong cõi ấy không?
ta nhìn vô chúng ta thấy được không? Cái người vô sắc ở trong cõi vô sắc, họ hưởng từng nghiệp đúng không? Hưởng từng nghiệp đúng không? Nhiều lần sanh cõi vô sắc mà họ hưởng từng nghiệp đúng không? Nhưng mà sắc vẫn có từng nghiệp không? Không, cái trên cõi đó là bị phá không có sắc vẫn nên mà từng nghiệp đúng không? Mà cho nên Đức Phật thấy chi pháp này đang phát bỏ ở phía trước là đối với những người trong cõi vô sắc, đối với người trong cõi vô sắc họ vẫn từng việc nhưng sắc vẫn không từng việc với những người ấy trong cõi ấy. Rồi Đức Phật này lấy chi pháp ta đáp chấp nhận rồi. Còn đối với người trong cõi ngũ uẩn họ vẫn từng việc và sắc vẫn còn từng việc. Rõ ràng chưa? Nắm bắt được không? Thì chúng ta thấy là những người vô sắc nè. Để chúng ta lấy chi pháp đây là cái câu Hoàng Nguyện Vấn á. Đối với người trong cõi vô sắc thì người trong cõi vô sắc đó là thọ hưởng từng nghiệp nhưng mà sắc hưởng không từng nghiệp đúng không? Thì người mà trong cõi vô sắc là người đang sanh và đang chết trong cõi vô sắc mà mới điền ai? Phạm Thanh Nhân. Ba thánh tổ hợp đang sanh đang chết trong bốn cõi vô sắc đúng không? Rồi bậc A La Hán đang viên tịch. Câu bốn cõi vô sắc. Đây cái này gom lại là với bốn cõi vô sắc. Đó là con A. Tại vì người trong cõi vô sắc chúng ta phải lấy người đang sinh và người đang chết đúng không? Thì người đang sinh mà người đang sinh mà đang chết. Đang sinh thì chỉ có Phàm Tam Nhân ba tấn bảo hộ mà thôi đúng không? Phạm Tam Nhân ba tấn bảo hộ đang chết được chưa? Được chưa? Rồi nhưng mà cái người còn người đang chết nữa mà chúng ta cũng phải liệt kê vô đó chính là bậc A La Hán đang viên được thật phải không? Rồi còn cái người trong cõi ngũ uẩn thì chúng ta lập ra cái tên người trong ngũ cõi ngũ uẩn họ uẩn từng việc mà ngũ uẩn có từng việc không? Cũng
không có nhân Đức Phật đáp phải. Phải rồi, đây là câu hậu. Tương tự vậy chúng ta thấy là hay là tưởng quẩn từng việc cái người nào trong cõi nào thì tội quẩn cũng từng việc cái người ấy trong cái ấy. Phải chăng Đức Phật đáp là phải? Phải rồi. Nên tất cả người lấy chiêm pháp câu hỏi, câu mở và câu hỏi giống nhau. Nhưng mà người tu sát có thể là phạm tham nhân ba thánh phù hợp đang sanh đang chết, trong bốn tuổi như thế với bốn tuổi như thế. Rồi bậc A-la-hán ta viên tịch trong bốn cõi nhân sắc với bốn cõi nhân sắc, đó là cái người đủ sắc cõi nhân sắc, là người đủ quẩn cõi nhân sắc. Chúng ta có bốn phạm ba thánh hòa hợp khai sinh đang chết, trong bao nhiêu cõi đây? Trong 21 cõi ngũ uẩn với 21 cõi ngũ uẩn, trừ 5 cõi thực cư đúng không? Tiếp nữa là bậc A La Hán đang viên tịch trong 17 cõi ngũ uẩn với 17 cõi ngũ uẩn với 17 cõi ngũ uẩn thì 17 cõi ngũ uẩn nha. Từ năm cõi thần cư đang sanh là ngay tại sắc tha sinh, đúng rồi. Vậy sao sắc tha sinh đó mình gọi là cái gì? Sao sắc tha sinh là thời bình nhật? Như vậy ở trong đây có xét rồi thời bình nhật không thưa sư? Sao? Vậy những cái người ở trong đây nên có xét vào cái thời bình nhật không? Đã nói cái thời sanh thời diệt không ạ? Cái phần sanh diệt cứ là nói trong cái thời sanh và thời diệt thôi chứ không có nói thời bình nhật. Chúng ta có ba thời, là thời khởi đầu tiên là thời sanh đúng không, rồi chấm dứt cuộc sống là thời diệt đúng không, để còn phần giữa là thời bình nhật đúng không. Mà trong phần này cái phần này chỉ nói cái phần sanh và diệt mà thôi chứ không có nói thời bình nhật, hiểu không? Cái thời điểm chúng ta chỉ nêu hai thời là thời sanh và thời diệt thôi. Và cái cách phối hợp là cái quẩn này sanh lên, cái quẩn kia có diệt đi không, nó là cái phần sinh diệt nữa. Cái tiêu đề thứ ba đó, tiêu đề thứ ba cái quẩn này sanh lên nha, rồi cái quẩn kia có diệt không. Ví dụ giống như hỏi là sắc quẩn đang sanh trong cõi nào, thời thọ quẩn đang diệt trong cõi đó phải chăng? Đức Phật đáp phải rồi. Thế là trong cái cõi đó có nhiều người đúng không, có nhiều chúng sanh đúng không, có những chúng sanh này đang sanh lên đúng không, nhưng mà có những chúng sanh kia đang diệt đi đúng không. Cho nên Đức Phật kỳ đó, trong cõi sắc quẩn đang sanh trong cõi nào, thời thọ quẩn đang diệt trong cõi đó, anh trong cõi của quẩn, Đức Phật kỳ đáp trại phải. Phải rồi, đây có chúng sanh này vừa sanh lên thì chúng sanh khác vừa chết đi đúng không? Nó là một phần phối hợp rất chắc chắn rất là nhiều đại khái như vậy.
Thì chúng ta trở lại vấn đề. Cho nên trong hành vi mà sanh diệt là chúng ta nghĩ cái thời điểm sanh và thời điểm diệt mà thôi, chứ không nói thời mình nhật. Nắm được chưa? Rồi tất cả những phần còn lại với nhau hết. Nếu mà chúng ta quán tưởng cũng vậy thôi, là tưởng quẩn từng việc với người nào cũng khỏi nào, rồi họ quẩn cũng từng việc với người ấy trong bảy phải chăng cũng Phật là chúng ta phải rồi khi pháp cũng giống nhau hết. Thế nên chúng ta qua được các bằng người quá khứ cùng cùng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.